Một em học sinh bị tử vong trong vụ cháy lớn tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nà Khoang, huyện Sốp Cộp, Sơn La xảy ra vào sáng ngày hôm qua. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và nuốt trọn cả dãy nhà, khiến người dân xung quanh rất khó tiếp cận để hỗ trợ dập lửa. Hậu quả một vụ cháy đã khiến cho một em học sinh lớp 9 tử vong. Ủy ban nhân dân huyện Sốp Cộp cho biết là dù là ngày nghỉ, thế nhưng vẫn có học sinh đến trường. Do các em học bán trú, nhà thì ở rất xa trường học nên thường sẽ chỉ nghỉ một ngày vào thứ Bảy hoặc là chậm nhất đến sáng Chủ nhật sẽ quay trở lại trường học.